đề nghị các ông im lặng cho tôi nhá. Và hôm nay thì giới thiệu các bạn những cái ông này này, ông nghịch lắm. Vừa rồi thì tôi đi vắng một tí thôi là đã thấy ngay là có sự loạn luôn. Đây không phải là trò chơi chính của chúng ta ngày hôm nay, mà trò chơi chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là đây, cuộc thi ăn kem bằng chân, chứ không phải cuộc thi múa hộp như mấy ông Tim Xỉu Nhi. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với trò chơi ăn kem bằng chân với Tim Xỉu Nhi. Xin chào tất cả các bạn, và vào đây là cái trò chơi của chúng ta sẽ diễn ra rất bình thường đấy chứ. Đấy, chúng ta sẽ có những cái dây này, tôi sẽ buộc kem vào những cái dây này và buộc vào ngón chân của một trong các Tim Xỉu Nhi này. Và chúng ta sẽ thi xem nếu ai ăn được kem xong sớm nhá, có một cái phần thưởng rất lớn, đó là phần thưởng 1 triệu đồng cho nên ai ăn kem xong trước sớm. Nghe không? Yeah. Rồi. Đấy rồi. Mệt quá các bạn ạ. Tôi vừa mới xong trò chơi này mà cứ thấy cái trò chào nào nó hay như cái trò này mà tôi buồn cười quá mà đau hết cả họng này các bạn ạ. Được chưa? Và bây giờ chúng ta có cái thời gian ngồi đây để thảo luận với Tim Xỉu Nhi, làm quen lại với các bạn là Tim Xỉu Nhi. Nói thật các bạn này, nghe một cái số thông tin đóng góp của các bạn sau khi xem video ở trước của Tim Xỉu Nhi, video mà ra mắt rất thành công. Thì hôm nay chúng tôi quyết định đổi lại tên một biệt danh của một bạn, đó chính là bạn là Minh Nhí. Hồi trước gọi là Minh Nhí nhưng hôm nay là thay đổi đúng biệt danh theo FBI công nhận cho bạn, đó là Minh Minh Dùa các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phát biểu cảm nghĩ về cái trò chơi vừa rồi, được chưa? Giúp dạy kinh nghiệm, bài học, xương máu gì, thích thế nào. Đầu tiên Minh Dùa đây. Nào Minh Dùa. Chào tất cả các bạn, cảm giác thật sự lần đầu tiên khi ăn kem kiểu này, tôi thấy thật sự ăn một miếng là rất mệt các bạn ạ. Thế còn Đại Vôn? Rất phê. Rất phê, được. Quá sướng. Quá sướng. Thì mày sơn so ạ. Mình thì thấy là rất là khó ăn, ăn không hề ăn được. Rất là khó luôn. Nhưng mà mong các bạn hãy đặt ra những thử thách khó hơn cho bọn mình. Đấy. Thế thì còn ông cu dích này, ông Hiếu siêu nhân. Thông thường. Thông thường. Thế còn đây là... Nói chung lần đầu làm điều này, ăn kem thì ít mà ăn dây thì nhiều. Được. Khoảng là mình cố làm liều, tự nhiên không đớp lại đớp nhầm ở dây. Ôi thưa ơi.
Và tiếp tục các bạn ủng hộ cho team Xíu Nhi của mình, hãy xem like, share và comment, đặc biệt là ủng hộ cho kênh của mình, đặc biệt là team Xíu Nhi. Và mục tiêu của chúng ta là xây dựng một cái cộng đồng làm sao cho có nhiều video mang tính chất giải trí hơn. Và cuối cùng của chúng ta là team Xíu Nhi. Và cuối cùng là các bạn hãy ủng hộ cho DMB. Vlog.